Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2 khi mà quý vị đang lái xe ở DC, Maryland, Virginia, và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và khi mà quý vị thính giả theo dõi những YouTube, quý vị xin nhớ subscribe cho YouTube của đài NVR. Và thưa quý vị, chúng ta đã khép lại năm 2019 và đã bắt đầu những ngày đầu của năm 2020. Mùa lễ, những ngày nghỉ đã qua đi và chúng ta đã bước thật sự vào năm 2020. Lời đầu tiên mà Lê Ngọc xin chúc tất cả quý vị thính giả tất cả những sự việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào, và quý vị thính giả của NVR luôn đạt được những điều mà quý vị mong muốn. Và trước khi mà bước vào những bản tin mới nhất trong ngày hôm nay với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, Lê Ngọc xin mời quý vị bước vào bản tin thời tiết tại thủ đô Washington. Sáng ngày hôm nay thì bầu trời tại thủ đô Washington rất là âm u, nhiều mây và lại đang có những cái hạt mưa nhẹ, những cái ánh nắng của buổi sớm mà Lê Ngọc chưa thấy thưa quý vị. Và nhiệt độ hiện tại 48 độ và với gió Tây Nam thổi 6 dặm 1 giờ. Vào buổi trưa cái cơn mưa này sẽ ngừng hẳn và chúng ta bắt đầu có những cái ánh nắng, do đó nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ 6 hôm nay thưa quý vị, ngày 3 tháng 1 năm 2020. Nhiệt độ lên cao 58 độ, một cái nhiệt độ rất là thú vị cho những ngày của mùa đông. Vào buổi tối ngày hôm nay 51 độ. Và hai ngày cuối tuần như thế nào, Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị thính giả. Ngày thứ 7 bầu trời vẫn tiếp tục với những hạt mưa, với cơn mưa nhiều mây. Những cái ánh nắng cũng chỉ là những cái nắng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nhiệt độ ấm hơn ngày hôm nay, lên tới trên 62 độ. Buổi sáng ngày mai bầu trời với một cái nhiệt độ thú vị như vậy, nhưng buổi tối quý vị sẽ trở lại lạnh vì tối ngày mai chỉ còn có 37 độ. Bước qua ngày Chủ nhật, những cái cơn mưa, những áng mây sẽ rời khỏi thủ đô Washington để nhường lại cho những ánh nắng rất là trong sáng rực rỡ. Nhưng nhiệt độ cao nhất cho ngày Chủ nhật lại se lạnh 47 độ mà thôi. Buổi tối trở lại lạnh 36 độ. Một ngày thứ 6 thật là bình an và nhiều thuận lợi sẽ luôn đến với quý vị thính giả. Và Lệ Ngọc xin mời quý vị bước vào những bản tin mới nhất trong ngày thứ 6 hôm nay. Và thưa quý vị, sự kiện đầu tiên mà Lệ Ngọc xin gửi đến cho quý vị trong ngày đầu năm hôm nay, tình hình Trung Đông trong những ngày đầu năm, chúng ta đã thấy nó quá nhiều những tin tức dồn dập để cho chúng ta thấy tình hình ở Trung Đông vẫn là một cái lò lửa mà ở ngay cả những ngày đầu năm. Tại sao thưa quý vị? Tổng thống Donald Trump, chính ông đã ra lệnh không kích tiêu diệt tướng hàng đầu của Iran trong một cái cuộc không kích ở ngay tại phi trường của Iraq, giết chết tướng của Iran, đó là Qasem Soleimani. Xin mời quý vị theo dõi sự kiện này trong ngày thứ 6 hôm nay. But he did tweet this image of an American flag shortly after the attack. Chính Tổng thống Donald Trump, ông đã ra lệnh, và đó là lời xác nhận của ngũ giác đài Qasem Soleimani, tướng của Iran, là một trong những viên chức bị giết chết vào đầu ngày thứ 6. Một chỉ huy dân quân hàng đầu của Iraq, Abu Mahdi Muhandis, cũng bị giết trong vụ tấn công này. Và chính vệ binh cách mạng bên phía Iran cũng xác nhận trong một tuyên bố rằng tướng của họ Soleimani đã bị giết chết. Những cuộc không kích của Hoa Kỳ đã được thực hiện nhắm đến hai mục tiêu liên quan đến Iran ở Baghdad trong ngày thứ năm hôm qua. Những nhóm bán quân sự của Iraq trong ngày hôm nay đã cho biết là ba hỏa tiễn đã tấn công phi trường quốc tế của Baghdad, giết chết 5 thành viên của nhóm bán quân sự Iraq và ngay cả 2 vị khách của Iran. Những hỏa tiễn này đã nhắm vào gần nhà của ga của hàng hóa ở phi trường, đốt cháy 2 chiếc xe, giết chết và cũng làm cho rất nhiều người bị thương. Đó là sự kiện nổi bật nhất trong những ngày vừa mới qua, trong ngày thứ 5, thứ 6 mà giới truyền thông đã nói đến rất là nhiều. Tình hình của Trung Đông
vẫn là một cái lò lửa ở trong những ngày đầu năm. Và tiếp tục, Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi những bản tin liên quan đến tình hình Trung Đông trong ngày hôm nay, trước khi mà Lê Ngọc mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đến trên làn sóng của NVR qua Skype tường trình đến cho quý vị live. Ngày 2 tháng 1 đầu năm thì Ngũ Giác Đài đã xác nhận Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh tiến hành vụ không kích ở ngay tại sân bay Baghdad ở Iraq để hạ sát tư lệnh đơn vị đặc nhiệm Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đó là ông Thiếu tướng Qasem Soleimani mà Lê Ngọc vừa mới tường trình đến cho quý vị. Hãng thông tấn AP, tờ báo Newsweek cũng cho biết Tổng thống Trump trực tiếp chỉ đạo tiến hành vụ không kích bằng máy bay không người lái này. Và cũng theo nguồn tin từ AP và Newsweek, ít nhất 12 người đã bị thiệt mạng ngay tại sân bay Baghdad. Trong đó, hai nhân vật mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý vị, đó chính là hai thủ lĩnh cấp cao của lực lượng dân quân Iraq và chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Quds của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Bộ Quốc phòng Mỹ ra một thông báo xác nhận, nhận chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ đã triển khai một hành động phòng vệ mang tính quyết định nhằm để bảo vệ cho công dân Mỹ ở nước ngoài bằng cách tiêu diệt Qasem Soleimani. Và theo lời tuyên bố này, thì ông tướng Soleimani đã tích cực lên kế hoạch tấn công những nhân viên và những nhà ngoại giao của Mỹ tại Iraq cũng như ở những nơi khác trong khu vực. Soleimani và đơn vị Quds của ông ta phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm người Mỹ và thành viên liên quân, cũng như đối với hàng nghìn người bị thương khác. Và cùng trong ngày thì bên phía Iran cũng đưa tin là xác nhận tướng Soleimani đã bị thiệt mạng trong vụ không kích nhắm vào đoàn xe tại sân bay quốc tế của thủ đô Baghdad vào rạng sáng cùng ngày hôm qua. Viên chức cao cấp quân đội Iran đã được dẫn lời tuyên bố sẽ có một cái biện pháp trả đũa lại việc Mỹ không kích và sát hại tướng của Iran. Và khi nói đến ông Iran thì thưa quý thính giả, ông đại giáo chủ của Iran đó là Ali Khamenei, ngay trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 1 của năm 2020, đã bổ nhiệm ngay lập tức một người khác, đó là phó tư lệnh đơn vị Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng của Iran, đó là ông tướng Esmail Ghani, để lên thay thế cho tướng Soleimani vừa mới bị giết chết trong cuộc không kích của Mỹ gần ngay sân bay quốc tế ở tại thủ đô Baghdad của Iraq. Và trước đó cùng ngày thì ông đại giáo chủ Ali Khamenei cũng đã tuyên bố 3 ngày quốc tang và tuyên bố sẽ trả đũa rất là mạnh tay đối với vụ không kích của Mỹ. Trên trang mạng xã hội Twitter, khi mà đề cập tới ông tướng Soleimani này, ông Khamenei đã viết ra rất rõ là với sự ra đi của ông Soleimani, công việc và con đường của ông ấy sẽ không dừng lại. Đài truyền hình của Iran cũng dẫn lời của ông Khamenei, còn nhấn mạnh rằng là họ đã kêu gọi tất cả những lực lượng quốc gia thống nhất quan điểm để trục xuất những binh sĩ nước ngoài mà sự hiện diện của họ đã trở nên vô nghĩa ở Iraq. Và ngay cả thủ tướng của Iraq, ông Abdul Mahdi, cũng lên án cuộc không kích của Mỹ tại Baghdad là một hành động gây hấn nhắm vào Iraq và vi phạm chủ quyền của Iraq, sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh ở ngay tại Iraq, trong khu vực và cả trên thế giới. Và ông thủ tướng này còn nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của bên phía Hoa Kỳ đã vi phạm những điều kiện cho sự hiện diện của nước Mỹ tại Iraq và cần phải được giải quyết bằng luật pháp để mà bảo đảm an ninh và chủ quyền của Iraq. Và cái chiến dịch gây sức ép tối đa với Iran của Mỹ thật sự có tác dụng hay không, hay là phản tác dụng? Sự nhận định và ghi nhận, Lê Ngọc sẽ trở lại với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để cho chúng ta cùng nhìn cái sự việc đã vừa mới xảy ra ở tại Iraq. Trong khi đó thì thưa quý vị, một cái tin tức trong những ngày đầu năm
đã cho chúng ta thấy là quân đội của Mỹ sẵn sàng triển khai thêm lực lượng để mà đến Trung Đông. Và ngay cả đệ nhị hạm đội của Hải quân Mỹ cũng đã sẵn sàng chiến đấu, không những ở Trung Đông mà có thể ở bất cứ nơi nào nếu mà xảy ra một sự việc quan trọng nào. Và đệ nhị hạm đội Hải quân của Mỹ là hạm đội như thế nào, Lệ Ngọc cũng xin gửi đến cho quý vị thính giả để chúng ta biết đến đệ nhị hạm đội của Hải quân của nước Mỹ, sức mạnh này như thế nào. Thưa quý vị, Hải quân Mỹ trong tuần này vừa mới loan báo là đệ nhị hạm đội trong tình trạng hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu. Một bản tin của hãng thông tấn UPI vừa mới được đưa ra, loan báo được đưa ra sau khi mà Hải quân Mỹ loan báo là hạm đội ở vào giai đoạn khởi sự hoạt động chỉ hơn một năm sau khi mà được tái thành lập. Và hạm đội này của Mỹ có trách nhiệm là điều hành những chiến hạm, phi cơ và những đơn vị đổ bộ ngay tại vùng bờ biển miền đông của nước Mỹ, cũng như ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Cực. Hải quân của Mỹ hiện chưa thông báo chi tiết nhiệm vụ của đệ nhị hạm đội. Tuy nhiên, có một tờ tạp chí, đó là tờ tạp chí USNI News, đã nói nhiệm vụ chính là chỉ huy nỗ lực để mà chống tàu ngầm Nga. Thì ngoài những cái tình hình đang xảy ra ở tại Trung Đông, thì tất cả những sự việc mà liên quan đến Nga và ngay cả Trung Quốc nữa, thưa quý vị, hiện nay ở trong những ngày đầu năm cũng cho chúng ta một cái nỗi lo ngại, chiến tranh thật sự có xảy ra ở Trung Đông hay không. Đệ nhị hạm đội cũng sẽ bảo vệ những hải lộ qua Bắc Cực và các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nơi này, vì đang có sự gia tăng cạnh tranh khai thác do vấn đề băng tan. Tư lệnh của đệ nhị hạm đội, đó là Phó Đô đốc Andrew Lewis, cũng lên tiếng và cho chúng ta biết là trong hoàn cảnh an ninh cho toàn thế giới ngày càng phức tạp hiện nay, thì những nước đồng minh cũng như ngay cả những đối thủ của Hoa Kỳ đều hiểu rằng có rất nhiều hải lộ bận rộn nhất trên thế giới nằm ở ngay trong vùng Bắc Cực. Với nhiều hải lộ ngày càng mở ra hơn ở tại Bắc Cực, thì đệ nhị hạm đội của Hoa Kỳ bảo đảm rằng chúng ta sẽ hiện diện cũng như sẵn sàng chiến đấu trong khu vực nếu cần đến. Đệ nhị hạm đội có bộ chỉ huy đặt ở đâu? Đó chính là đặt ở ngay tại Norfolk, Virginia, cách studio của đài NPR có thể, thưa quý vị, khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ lái xe. Và hạm đội hoạt động này từ năm 1950 cho đến năm 2011. Sau đó hạm đội đã được tái thành lập vừa mới qua đây vào tháng 8 của năm 2018. Và ngay trong những ngày đầu năm thì quý vị đã thấy là Lê Ngọc đã gửi đến cho quý vị những cái tin tức dồn dập để cho chúng ta thấy là tình hình ở nước Mỹ và ngay cả trên thế giới, chúng ta phải theo dõi hàng ngày để thật sự biết chuyện gì xảy ra. Và một cái điều mà chúng ta không bao giờ mong muốn đó là chiến tranh xảy ra ở trên thế giới hay là những gì đang xảy ra liên quan đến nước Mỹ. Chúng ta đều không mong muốn có chiến tranh, nhưng lại có quá nhiều những tin tức để cho chúng ta thấy rằng ngay cả ở Trung Đông hay là ngay cả ở nước Mỹ có lẽ cũng đã sẵn sàng để mà chiến đấu nếu bất cứ sự việc gì xảy ra ở trong cái thời điểm này. Và thưa quý vị, khi mà nói đến ông tướng Iran mà bị tiêu diệt trong ngày vừa mới qua đây, thì Lệ Ngọc xin gửi đến cho quý vị để thật sự quý vị có thể biết là ông tướng này là ai và tại sao lại có cái sự việc xảy ra như vậy. Dù rằng Tổng thống Donald Trump, ông đang đối mặt với chiến dịch tái tranh cử trong năm nay, năm 2020, thì Tổng thống đã lên tiếng cáo buộc rằng Iran đã dàn dựng cái bạo động để mà xảy ra ở trong ngày cuối năm, bước qua ngày đầu năm của năm 2020, trong vấn đề tòa đại sứ Mỹ ở Iraq đã bị những người biểu tình trước sứ quán phản đối, rồi xảy ra đến việc không kích của Hoa Kỳ ở ngay tại Iraq. Thì thưa quý vị, xáo trộn bên ngoài tòa đại sứ Mỹ tại Baghdad diễn ra
sau khi mà Hoa Kỳ đã không kích trong ngày 29 tháng 12 của năm 2019 vào những căn cứ của nhóm Kataib Hezbollah đã được Iran yểm trợ và cũng đã làm cho một số người bị thiệt mạng, 25 người, để trả đũa vụ tấn công bằng phi đạn đã làm cho một nhân viên khế ước của Mỹ bị thiệt mạng tại miền Bắc của Iraq trong tuần vừa mới qua đây. Và những cuộc biểu tình đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến sau hậu trường giữa Washington và Tehran tại Trung Đông. Và trong một cuộc họp báo thì ông tướng Mark Esper đã lên tiếng là cuộc chơi ở tại Trung Đông đã thay đổi và chúng ta phải chuẩn bị làm những việc cần thiết để bảo vệ cho nhân viên của chúng ta và những quyền lợi cũng như đối tác của nước Mỹ trong khu vực này. Và trong một cuộc họp báo thì chính ông Mark Esper cũng lên tiếng là có một chiến dịch lâu dài của Kataib Hezbollah chống lại người Mỹ ít nhất kể từ tháng 10 vừa mới qua đây, và cuộc tấn công bằng phi đạn tại miền Bắc Iraq nhằm mục đích để mà sát thương, và 31 rocket không phải là để cảnh cáo mà là để gây thiệt hại và sát thương đến người dân Mỹ. Đó là những gì mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper vừa mới loan báo trong ngày hôm qua, và ông cũng cho biết là rõ ràng đã có những chỉ dấu cho thấy Iran hay là những lực lượng của Iran đã ủng hộ có thể đang có một cái kế hoạch tấn công thêm nữa, và cho biết có khả năng Hoa Kỳ có thể có những hành động phủ đầu để bảo vệ cho người dân Mỹ. Và thưa quý vị, Lê Ngọc xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của đài NVR, và sau vài giây phút quảng cáo của những cơ sở thương mại, Lê Ngọc sẽ trở lại với lại luật sư Nguyễn Hoàng Duyên. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NVR với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên, và Lê Ngọc đã có luật sư Duyên. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Hoàng Duyên, kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, thưa với anh Duyên, quá nhiều những tin tức dồn dập trong ngày hôm nay để mà anh em chúng ta có thể tường trình đến cho quý vị thính giả. Và trước tiên, tình hình tại Trung Đông, tại Baghdad, Iraq, Iran, những chuyện xảy ra mà Lê Ngọc đã vừa mới gửi đến cho quý vị thính giả, và chúng ta cũng đã biết những tin tức nào là từ hãng thông tấn AP, hãng thông tấn Reuters, rồi những tờ báo lớn đều cho biết là sự việc xảy ra với cái lệnh của Tổng thống Donald Trump khi mà ông trực tiếp chỉ đạo tiến hành vụ không kích bằng máy bay không người lái và đã giết chết ông tướng đặc nhiệm của Iran. Với tất cả những sự việc mà xảy ra để cho chúng ta biết rằng ông tướng Iran bị Mỹ giết là ai, thì thưa với luật sư Duyên, ông này đã từng mang một cái biệt danh đó là tư lệnh ngầm, vì hiếm khi mà thấy ông này xuất hiện trước công chúng, dù là một trong những người phải nói là có quyền lực nhất ở tại Trung Đông. Và Ngũ Giác Đài cũng đã xác nhận là đã thực hiện cuộc không kích theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump nhắm vào ông Thiếu tướng Qasem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng của Hồi giáo Iran, và cáo buộc là ông này đã tích cực tham gia lên kế hoạch tấn công những nhà ngoại giao và quân nhân của Mỹ ở Iraq cũng như ở khắp khu vực. Thì thưa với lại luật sư Duyên, trước tiên chúng ta nói rằng là phản ứng trong cái vụ mà ông tướng Iran này bị giết chết thì các nước trên thế giới họ có những cái phản ứng như thế nào, và nhất là để cho chúng ta có thể biết được nước Mỹ họ nhận định về cái vụ không kích và giết chết ông tướng Soleimani này, thì luật sư Duyên ghi nhận những cái phản ứng của trên thế giới như thế nào thưa với lại luật sư Duyên? Thứ nhất là cái phản ứng trên thế giới mình sẽ trình bày sau, là tại vì chắc chắn rồi, một cái khi mà nổ ra một cái sự kiện mà liên quan tới chiến tranh đó, thì luôn luôn có phe binh, có phe chống. Cái chuyện nó không quan trọng. Bây giờ mình nhìn cái nước Mỹ của mình là cái quyết định mà gọi là không kích để mà giết ông tướng Soleimani này đó, nó là một cái quyết định mà có lợi cho Mỹ, có cái là một cái quyết định cần thiết không, và là một cái quyết định đúng hay không đó. Thì
Từ cái góc nhìn của anh Duyên thì anh Duyên nói rằng là đây là một cái quyết định rất đúng và rất cần thiết ở trong cái thời điểm này. Còn cái chuyện mà mình làm thì mình cứ làm, còn thế giới thế nào cũng có người binh kẻ chê, mình sẽ nói sao. Thế thì như là Lê Ngọc chia sẻ hồi nãy đó, cái ông tướng Qasem Soleimani này, ổng là cái người mà dàn dựng những cái mạng lưới đó, cái network về cái vấn đề mà dân quân đó. Chúng ta trong nhiều chương trình này thì Lê Ngọc và chúng tôi có chia sẻ là Iraq là cái nước mà theo Hồi giáo Sunni, còn Iran là Shia. Hai nước đó vào cái thời Saddam Hussein, hai nước đó gọi là đánh nhau, chỏi nhau kinh hoàng lắm. Thế mà từ khi mà Saddam Hussein bị hạ bệ, rồi ở bên cái một cạnh, một nhánh ở bên Shia, bên Iraq lên cầm quyền, cái sự chống đối ở bên Iraq nó càng lúc càng nhiều đó, thì nó mới xảy ra một cái chuyện là chúng ta nhớ là Iran với Iraq đã từng thù nhau. Thế mà bây giờ cái ông tướng này, ông đi qua bên Iraq để ông tổ chức dân quân, và ông ngầm dùng cái dân quân đó, tức là Iran không có trực tiếp đánh vào cái tòa đại sứ Mỹ, nhưng mà Iran dùng cái sự phẫn nộ của dân Iran, của dân Iraq, rồi trà trộn vào để mà làm cho cái lực lượng dân quân đó trở thành kẻ thù của Mỹ, tấn công tòa đại sứ Mỹ. Nó cũng tương tự như là cái sự hiện diện của Iran ở Syria. Chúng ta trong những cái lần trước mà anh em chúng tôi chia sẻ về cái tình hình ở Syria đó, anh em cũng chúng tôi cũng nói rằng là có một cái lực lượng dân quân ở tại Syria mà do Iran hỗ trợ đó, cũng đánh Mỹ nữa mà. Cho nên mình biết là Iran họ không có, là dưới cái sự chỉ huy của cái ông tướng Soleimani này đó, ông dùng cái thế của lực của Iran để mà ông làm một cái network về dân quân chống lại Mỹ. Thành ra những cái là Iran không cần ra mặt đi nữa đó, thì đây là một cái sự đe dọa rất là kinh hoàng cho cái lực lượng của Mỹ ở Trung Đông. Rồi cho nên thứ nhất là cái tay Qasem Soleimani này là một cái tay mà gần như là trong máu của him đó, là có cái hận thù đối với Mỹ rồi. Thành ra chắc chắn cái đó là một cái sự đe dọa rất là nguy hiểm cho sinh mạng của lính Mỹ, mà thực sự trong quá khứ nó đã xảy ra những cái cuộc tấn công và binh lính Mỹ của chúng ta phải trả giá rồi mà. Cho nên có một cái nhìn cho là ông này cũng giống như là một tay trùm khủng bố quốc tế đó. Cái nhìn nó thì nó cũng đi hơi xa mà, nhưng mà nó cũng không phải là hoàn toàn sai. Thì thứ nhất về cái giết Qasem Soleimani là một quyết định đúng, và coi như đây là một cái chiến thắng gọi là có ý nghĩa của quân đội Mỹ vào cái thời điểm này. Nhưng mà cái sự mà gọi là dùng máy bay không người lái mà giết chết cái ông Soleimani này, cộng với lại có một cái tay nữa mà lúc đó đó thì có hai chiếc xe trong một cái đoàn convoy rời phi trường Iraq, mà trong thì máy bay của Mỹ tới tấn công liền tức khắc, vừa rời phi là nổ máy rời ra là máy bay của mình tới đã bom rồi. Thì ngoài cái chuyện mà ông thiếu tướng Soleimani này chết đó, còn có cái tay Abu al-Muhandis đó, thì tay này là một cái tay mà gọi là nằm ở trong cái nhóm của dân quân Iraq đó, mà tay này gọi là ủng hộ Iran dữ lắm, thì cũng bị chết. Tay này là thủ lãnh dân quân của Iraq đó, cũng bị chết trong cái cuộc tấn kích này luôn. Và cái tay phát ngôn viên của cái lực lượng đó, của cái lực lượng mà dân quân Iraq đó, cũng chết trong cái sự vụ không kích này. Thế thì mời quý thính giả mình cứ tưởng tượng với nhau coi cái chuyện gì đã xảy ra. Không phải là tự nhiên là hai ông tức là ông tướng và cái ông thủ lãnh của dân quân Iraq đó, không phải là tới phi trường rồi chúng ta mới cất cánh lên. Điều này có nghĩa là CIA, tình báo của Mỹ rất là xuất sắc. Tình báo của Mỹ phải biết là từ cái lúc mà cái ông thiếu tướng Soleimani này đó mà tới phi trường Iraq đó, là khi ông ta cất cánh là
là chúng ta phải có cái thông tin đó rồi. Vì chúng ta phải, chúng ta nên nhớ là cái phi cơ mà không người lái của Mỹ đó, có dù cất cánh đi nữa đâu phải được sát bên hông phi trường Iraq, mà thấy ông kia vừa vừa được nghe tin ông kia đáp xuống cái là phi cơ cất lên mà đánh liền đâu. Phi cơ không người lái của Mỹ đến từ một cái căn cứ khác, và từ cái căn cứ đó cho tới cái chỗ mà tấn công ông tướng này đó, mình không biết là bao xa, bây giờ thông tin không cho mình biết. Cái đó tất cả là tin mật mà. Nhưng mà cho dù là cái máy bay mà nó cần bay nửa tiếng hay là một tiếng hay là 20 phút đi nữa đó, cái thời điểm phải vô cùng chính xác. Có nghĩa là tay tướng Soleimani mới vừa đáp xuống thôi, và hai chiếc xe đi ra tới tận cầu thang để cho ông này leo lên, thì ông này vừa leo lên xe mới vừa là nhích bánh một cái là bom tới liền tức khắc. Điều đó có nghĩa là từng bước đi của tướng Soleimani này và cái sự đón của cái ông thủ lãnh dân quân Iraq đó, là bên phía bên CIA của chúng ta, đến bên tình báo của chúng ta đã có trước rồi. Mà nếu mà chúng ta đã có trước rồi, chứ còn nếu mà giả sử đợi tới the last minute mới hỏi xin lệnh của tòa Bạch Ốc là tấn công được hay không đó, thì tất cả những cái đó là chuyện mình nói giống như chuyện đùa, chuyện giả tưởng. Chắc chắn rằng là cái thông tin mà tối mật đó đã được bên phía là lãnh đạo quân sự của Mỹ ở Trung Đông đó, đã phải báo và đã xin lệnh tòa Bạch Ốc trước rồi. Và Tổng thống Trump đã bật đèn xanh rồi, cho nên khi mà tất cả mọi sự dàn dựng hết, và không chừng là khi mà chiếc máy bay của Tây Soleimani này đang ở trên bầu trời, là ở bên đây những cái phi cơ drone, những cái phi cơ không người lái của Mỹ của chúng ta đó đã sẵn sàng hết rồi. Và cái thời điểm canh là phải biết cái giờ đáp của ông, phải biết giờ đáp của ông Soleimani, thì ông mới vừa bước ra khỏi máy bay là chúng ta đã có mặt tận nơi và tấn công rồi. Mình nói cái phân tích như vậy để mình hiểu rằng là cứ mỗi một lần mà có một cái kết quả về cái một cái trận tấn công như vậy, y hệt như là cái lần mà giết cái tên trùm khủng bố ở bên của ISIS ở bên Syria đó, tất cả nó đều là nhờ tin tình báo hết, và tin tình báo chính xác cho nên mới có cái đạt được cái thắng lợi quyết định ngày hôm nay. Vậy thì yes, cái quyết định này là đúng đắn. Thứ hai, quyết định này cần thiết cho cái an ninh của Hoa Kỳ. Và thứ ba, sau khi cái quyết định này xảy ra và đạt được cái thành công như mà chúng ta không thấy đó, thì những cái việc mà tổ chức những cái lực lượng dân quân ở những cái vùng như là Syria, như Iran, như là Iraq này nọ để mà chống tòa đại sứ Mỹ đó, thì cái chắc chắn nó sẽ bị khựng lại. Mình cũng biết chắc chắn là ông tướng này chết thì chắc chắn sẽ có ông tướng khác của Iran lên, nhưng mà đây là một cái đòn đánh gần như là trấn áp đó, preemptive, đánh xong thì cho tới khi mà Iran họ phục hồi lại được cái cơ cấu để mà họ tiếp tục tấn công Mỹ đó, thì cũng mất một thời gian nữa. Và một cái điểm thứ hai nữa là Mỹ gửi cái tín hiệu cho Iran biết rằng là khi mà Mỹ mà họ làm những cái điệp vụ như vậy đó, là trong nội tình của ở tại Iran, ở tại Iraq vân vân, có những cái người họ đang làm việc cho tình báo của Mỹ. Mình chỉ cần dùng common sense mình biết là đấy, đó là những cái điều mà ngay bây giờ Iran và Iraq họ đang kinh hoàng. Họ kinh hoàng là bởi vì nó cũng tương tự như cái lần mà mình nói là những cái máy bay không người lái không biết cất cánh từ đâu mà tấn công qua Ả Rập Saudi đó, mà phá mấy cái hãng dầu đó, thì chính Mỹ cũng kinh hoàng nữa, là tại vì họ làm những cái cú tấn công mà mình không biết gì cả, rồi nó xảy ra. Ngay tới bây giờ mình cũng không biết là cái đó là do Nga đánh hay là do Iran đánh, mình cũng không biết nữa. Thì ngược lại bây giờ đây là một cái đòn trả đũa mà sẽ làm cho bên phía bên Iran và Iraq đó, họ cũng hơi kinh hoàng là họ không biết là vì sao mà cái thông tin của cái ông tướng Soleimani này, ông đi qua Iraq để mà ông lại nói chuyện với lại bên phía bên Iraq để mà tấn công Mỹ đó,
vì sao cái thông tin nó được lộ ra tới một cái chi tiết kinh hoàng như vậy. Và nội cái sự việc mà ông này là tướng của Iran mà có mặt tại Iraq đó, nó đã chứng minh rằng là cái cuộc tấn công của Mỹ là cần thiết, là bởi vì một ông tướng thuộc, nó là tư lệnh quân lực của Iran, thì hà cớ gì mà lại có mặt ở Iraq vào trong cái tình hình mà dầu sôi lửa bỏng, mà dân đang nổi dậy, rồi dân quân kèm theo cái người dân thường tấn công tòa đại sứ. Như vậy thì ông có mặt để làm gì nếu không phải là ông tổ chức một cái cuộc ông tấn công vào tòa đại sứ Mỹ? Cho nên đây là một cái chiến tích, mà cái chiến tích này nó nói lên cái uy thế của nước Mỹ về mặt tình báo, về mặt không quân, về mặt cái kỹ thuật mà phi cơ không người lái, mình biết nó quan trọng. Còn bây giờ nhìn lại cái tình hình là chỉ trích như thế nào đó, thì đương nhiên nếu mà mình đứng về cái góc nhìn mà quan hệ về ngoại giao quốc tế đó, thì cái việc mà gọi là ám sát thủ lãnh, ám sát tướng lãnh bằng cái cách như là Mỹ vừa làm đó, nó có vi phạm công pháp quốc tế. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình nói là Mỹ vi phạm công pháp quốc tế đó, thì hỏi Nga như thế nào? Nga cho người đi qua nước người ta cũng giết người này nọ vân vân, tất cả những cái một phía bên binh và chống, mà nếu mà chống thì sẽ chỉ trích Mỹ, nhưng mà vì cái nền an ninh của chính Hoa Kỳ thì những cái nước nào mà gọi là tin rằng cái nền an ninh, nhất là mình là người Mỹ nè, mà mình hiểu được cái thế trận ở Iran và Iraq đó, thì đương nhiên là mình biết rằng là cái quyết định này là quyết định cần thiết cho Hoa Kỳ. Trở lại với này không? Vâng, cái sự cần thiết mà luật sư Duyên vừa mới gửi đến cho quý vị, thì Lệ Ngọc cũng nhận được những cái tin tức ngay từ Iraq, vì quân đội của Iraq cho biết là tất cả những người biểu tình mà trước đây họ từng ném đá vào tòa đại sứ Mỹ thì họ cũng đã rời khỏi khu vực này. Và vì những cái cuộc biểu tình này cũng đánh dấu một cái bước ngoặt mới trong cái cuộc chiến mà quý vị vừa mới nghe luật sư Duyên và Lệ Ngọc tường trình đến cho quý vị, diễn ra giữa Washington và Tehran trên khắp Trung Đông. Nhưng mà thưa với lại luật sư Duyên, khi mà nói đến thế giới phản ứng như thế nào trong cái vụ tướng của Iran đã bị giết chết, thì Lê Ngọc thấy ngay chính trong quốc gia của Iraq, đó là một quốc gia đồng minh với Mỹ ở ngay tại Trung Đông, thì lại lên tiếng chỉ trích rằng cái cuộc không kích của Mỹ trên lãnh thổ của họ là một hành vi gây hấn, chống lại đất nước, chính phủ và người dân của Iraq. Đó là lời của ông thủ tướng của Iraq, đó là ông Abdul Mahdi, ra tuyên bố cho biết là việc thủ tiêu những người mà nắm một cái vị trí quan trọng tại Iraq và một quốc gia anh em trên lãnh thổ của họ là một sự vi phạm chủ quyền rất là nghiêm trọng. Rồi bên cạnh đó, Syria cũng lên án mạnh mẽ và gọi cái vụ không kích của nước Mỹ là một hành động xâm lược, rồi vô đạo đức, cảnh báo cái tình hình trong khu vực leo thang rất là nguy hiểm. Riêng Israel thì Lê Ngọc thấy ông thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông cũng phải rút ngắn đi cái chuyến thăm Hy Lạp và trở về nước để theo dõi cái tình hình sau vụ không kích này. Nhưng mà có một cái điều thưa với luật sư Duyên, đó là Nga và Trung Quốc thì lên tiếng bày tỏ một sự quan ngại, trong khi các nước ở bên châu Âu, điển hình là nước Pháp và nước Đức, thì cảnh báo cái tình hình rất là nguy hiểm sau vụ không kích giết chết ông tướng Soleimani của bên phía Iran. Thì với tất cả những cái sự việc mà Lê Ngọc vừa mới gửi đến cho quý khán giả, luật sư Duyên nghĩ là trước đây chúng ta biết là cái tâm lý chống Iran có thể gia tăng ở Iraq, nhưng bên cạnh đó cái tâm lý chống nước Mỹ chúng ta cũng thấy được đã xuất hiện từ rất nhiều năm nay, đặc biệt là từ khi mà Mỹ đưa quân vào Iraq bắt đầu năm 2003, và nhất là cái lời hứa của Tổng thống Donald Trump trong những năm vừa qua, ông luôn lên tiếng và cho biết là sẽ rút quân đội ra khỏi những nước ở tại Trung Đông, điển hình là Iraq, Afghanistan. Nhưng mà với cái chiến dịch mà chúng ta vừa mới nghe Lệ Ngọc gửi đến cho quý khán giả, thì Tổng thống Donald Trump ông cũng có cái lệnh đưa thêm hàng nghìn binh sĩ Mỹ tới Trung Đông để mà răn đe Iran với lại những gì đang xảy ra ở tại Trung Đông. Thì luật sư Duy nghĩ là cái chính sách
của Tổng thống Donald Trump nói riêng hay là của nước Mỹ sẽ thay đổi trong những ngày đầu năm, năm 2020, thưa luật sư Duy? Như là vừa trình bày với quý thính giả và Lệ Ngọc đó, hỏi rằng là cái dư luận trên thế giới như thế nào về cái quyết định của Mỹ vào lúc này đó, thì đương nhiên rồi, mình nghe là Iraq nè, Syria nè, đó là toàn là những cái nước mà gọi là chống Mỹ từ hồi đó tới bây giờ, thì chắc chắn là họ sẽ lên tiếng gọi là chống đối mạnh rồi. Còn Nga và Trung Quốc thì nói lên cái quan ngại, và ngay cả Đức với Pháp cũng nói lên mấy cái quan ngại, có nghĩa là những cường quốc thế giới đó đều họ không có là họ concern, họ quan ngại thôi. Thì cái quan ngại của những cường quốc đó, họ có lý do để mà quan ngại. Chúng ta nên nhớ là những cái cuộc thế chiến, những cái việc mà xảy ra bây giờ nè, nó gợi cho người ta nhớ tới cái cuộc thế chiến mà đại chiến thế giới thứ nhất đó, năm 1914 đó. Cái tình hình bây giờ nó rất là tương tự, có nghĩa là khi mà cái không khí căng thẳng đó mà nó lên tới một cái mức độ nào đó, nó cũng giống như một cái lò thuốc súng vậy đó, thì chỉ cần có một cái miscalculation thôi, một cái tính toán sai lầm thôi mà nó châm ngòi vào đó, mà tất cả những cái quốc gia mà có cái quyền lợi của mình mà nhào vô đó, thì mình sẽ xảy ra có cái thế chiến, chỉ có vậy thôi à. Thì bây giờ mình nhớ lại cái hồi thế chiến thứ nhất đó, cái tình hình nó cũng căng thẳng giống như bây giờ, nhưng mà chỉ có khác là vũ khí của hồi thế chiến thứ nhất thì không thể nào so với cái vũ khí của ngày hôm nay được đó. Nhưng mà vào khoảng năm 1914 đó, trước cái việc mà xảy ra mà gọi là cái thế chiến thế giới đó, thì các nước nó đều phát triển lên đó, nhất là cái khu vực Âu Châu đó, rồi nó mới có những cái liên minh quân sự. Một bên đó thì Nga liên minh với là Serbia, trong khi đó Đức thì lại liên minh với lại Áo, với Hung, rồi Nga lại có liên minh quân sự với Pháp nữa, có nghĩa là họ có những cái thỏa ước với nhau. Một nếu mà đã có thỏa ước rồi thì một nước bị tấn công thì nước kia sẽ giúp đỡ mà, đại khái là như thế. Thì vì những cái liên minh quân sự lúc đó đó mà nó mới xảy ra là từ liên minh quân sự, rồi các nước nó có cái khuynh hướng là mới phát triển kỹ nghệ mà, có súng đạn rồi bành trướng bá quyền, thì quân sự lẫn cái tham vọng rồi nghĩa là bá quyền đó, rồi chạy đua vũ trang, và thêm nữa là cái tinh thần quốc gia cực đoan đó, những cái yếu tố đó là những cái yếu tố xoay quanh cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Thì tới lúc đó thì chúng ta biết rằng là có một bên đó thì Úc với Hung thì muốn giành cái Bosnia là để mà đó là cái phần lãnh thổ của mình, trong khi đó Serbia cũng muốn Bosnia là cái phần lãnh thổ của mình, thì hai phía mới gọi là đang căng thẳng với nhau. Thì cái ông mình không biết cái dịch ra tiếng Việt Nam, cái ông Đức là công tước hay là bá tước gì đó, cái ông bá tước Ferdinand đó, ổng đi qua bên Serbia, thì cái khủng bố của Serbia nó mới giết ổng chết, là nó muốn ám sát ổng buổi sáng rồi, nhưng mà ổng thoát chết thì chiều hôm đó khủng bố là liền lựu đạn một nữa, ổng chết mà. Thì khi mà ông công tước này mà bị giết chết đó, thì lập tức bên phía Bosnia, Úc với Hung đó tấn công liền. Và khi tấn công thì vì những cái hiệp ước mà gọi là quân sự đó, phía Nga nhào vô, rồi Anh, Pháp nhào vô, nó nổ ra như thế, cho nên mình có cái thế chiến thứ nhất. Thì biết cái tình hình tương tự như vậy, thì cái sự quan ngại của Nga với Trung Quốc, cái sự quan ngại của bên phía bên Đức với Pháp đều e rằng là nếu mà các nước không có thận trọng đó, thì cái chuyện mà giết chết cái ông tướng Soleimani này nó sẽ dẫn tới cái chuyện là các nước nhào vô. Mà chắc chắn rằng là những nước mà bây giờ nó cái tình hình nó khác, là những cái cường quốc bây giờ đó họ cũng không có dám nhào vô ẩu nữa. Thực sự cái miscalculation, cái sự tính toán sai lầm đó, lần này đó nó khởi đầu từ phía Iran. Chúng ta mới cái
cái tình hình xảy ra là Mỹ rút ra khỏi cái thỏa ước nguyên tử với Iran, thì Iran bắt đầu họ dưới cái sự mà gọi là ủng hộ chống lưng đằng sau lưng của Nga, mà họ bắt đầu họ mới gọi là tạo nên cái áp lực về quân sự, nó mới xảy ra từ cái việc mà tấn công Ả Rập Saudi thì nó vân vân, rồi những cái việc mà Iran gọi là khống chế cái vùng biển Iran, vùng biển Hormuz đó. Tất cả những cái bối cảnh đó, nó làm cho cái sự căng thẳng nó gia tăng. Thì cái tính toán sai lầm đầu tiên là của cái ông Soleimani này nè, vì cái sự căng thẳng đó ông đã trực tiếp ông tấn công vào tòa đại sứ Mỹ, dùng cái lực lượng quân dân của Iraq tấn công, và cái sự tính toán sai lầm đó đưa tới cái sự trả đũa ngày hôm nay và ông ta thiệt mạng. Vậy thì tới thời điểm này cả thế giới đều quan ngại hết, chỉ có sợ rằng là nếu mà có một cái chuyện gì đó xảy ra mà các nước nhà vô trong đó, mà nếu mà giả sử Nga mà nhà vô đó là sẽ nổ lớn nữa. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, là ngay bây giờ, ngay lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện đó, thì chắc chắn 100% là bên Iran đã có liên lạc với Nga rồi. Tại vì mình biết là sau cái vụ mà Mỹ rút quân ra khỏi Syria đó, thì cái mặt trận Trung Đông đó coi như Mỹ không có đồng minh nữa, người Kurd không có còn là đồng minh của Mỹ nữa mà. Và người Nga là cái nhân vật mà gần như là Nga là cái quốc gia đó mà có cái ảnh hưởng về quân sự bây giờ rất lớn ở cái vùng đó. Chuyện gì xảy ra ở Trung Đông, ngay cả Do Thái đó, ngay cả Israel đó mà cần cái gì đó cũng đi qua tham khảo với Putin. Chuyện ngày hôm nay xảy ra chắc chắn là Iran sẽ tham khảo với Putin. Và bây giờ cái dàn xếp đó như, trong tương lai sẽ như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà mình chỉ mong rằng là cái tình hình căng thẳng nó đang xảy ra, những cái quan ngại chung quanh của các cường quốc thì người ta sẽ giải quyết, người ta phải tự chế như thế nào để đừng có đẩy đi xa hơn. Và nhất rằng riêng về cái lợi ích của chính Hoa Kỳ đó, thì mình chỉ mong rằng là Commander in Chief của mình đó có một cái quyết định mà nó đi lắng nghe những cái giới tình báo, cái giới quân sự của Mỹ, chứ đừng có quyết định bốc đồng theo cái nghĩa là nhấc một cú điện thoại lên với một ông tổng thống, ngay cả tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nữa, rồi vì quyền lợi riêng của mình làm những cái quyết định kế tiếp đó là nó đi ngược lại với cái lợi ích của Hoa Kỳ. Cái quyết định ngày hôm nay là một cái quyết định đúng và cần thiết như anh Duyên đã nói. Cái mà anh Duyên nghĩa là lo ngại đó, thứ nhất mình không có lo ngại là nổ ra thế chiến, là ngay bây giờ Nga và Trung Quốc cũng đã lên tiếng quan ngại, Đức, Pháp cũng lên tiếng quan ngại, cũng cảnh báo là có nguy hiểm. Có nghĩa là người ta biết đụng ra cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đó là những cái vũ khí nó kinh hoàng lắm, nó không phải là giống như là thế chiến thứ hai, không phải giống như thế chiến thứ nhất. Thành ra về cái mặt mà nổ ra thế chiến đó, thì cái xác suất nó nhỏ nhưng mà nó không phải là zero. Còn cái bước kế tiếp đó là cái ảnh hưởng của Nga ở cái vùng Trung Đông như thế nào, và cái ảnh hưởng của Nga đối với Mỹ như thế nào. Mình chỉ mong là Tổng thống Trump đừng làm một cái quyết định tương tự như ở Syria. Tổng thống Trump làm quyết định ở bên mà rút quân ở bên Syria đó là dưới cái áp lực của Nga và của Turkey. Và bây giờ xảy ra cái cuộc chiến tranh với Iran như thế này là mình mất đồng minh. Phải chi mà đồng minh Kurd, nếu mà cái lực lượng Kurd mình nó vẫn còn nằm ở đó, nó hiện diện ở đó mạnh mẽ đó, và quân đội của mình vẫn đứng dựa lưng với lại Kurd đó, mình có đồng minh rồi. Bây giờ quân đội của Mỹ ở cả cái khu vực đó đó, chúng ta chiến đấu rất là cô đơn. Mình phải thương những cái người lính Mỹ bây giờ. Mình ở bên, tức là hồi xưa đó còn có lực lượng của người Kurd ở những cái vùng đó mà. Thì chúng ta nếu mà có đánh thì có cái nơi mà gọi là tiến thoái đó. Còn đằng này đó, cái quân lực, cái đoàn quân của Mỹ ở bên Syria lúc mà sát cánh với người Kurd đó, phải chạy qua Iraq, rồi bây giờ ở tại, chúng ta thấy không, mình cái đạo quân của mình mà mình bỏ Syria mình chạy qua Iraq thì ngay tức khắc cái ông tướng Soleimani này ông nhìn cái thế trận thì ông biết rồi,
ông biết rằng là bây giờ Mỹ không có còn một cái đất nào, không có chỗ để mà đặt chân ở Syria nữa. Ngay cả những cái căn cứ quân sự của mình, ngay cả cái căn cứ huấn luyện của mình đó, cuối cùng là chính Mỹ phải cho máy bay tới nổ bom để mà phá sạch, không có muốn cho nó lọt vô tay của người Syria mà mình chạy qua Iraq. Thì đấy, khi mà quân đội Mỹ mà qua Iraq đó, thì đó là cái cớ để mà cho Iran Soleimani đó, ông khơi dậy cái lòng căm thù, khơi dậy cái lòng căm thù để rồi bây giờ chính cái nước Iraq là nước đồng minh của mình, vậy mà những đạo quân, dân quân nó đứng lên nó chống Mỹ, nó làm cho bây giờ chúng ta nhìn thấy Mỹ nằm ở trong một cái thế, một giữa một cái biển cả mênh mông toàn là kẻ thù không mà không có đồng minh. Ngay bây giờ những người dân của Mỹ ở Iraq, cái đây là tin chính thức từ Bộ Ngoại giao của Mỹ đó, đã kêu gọi rằng là những người dân của Mỹ mà đang làm việc hay đang có một cái có mặt ở Iraq đó phải lên, phải rời Iraq càng sớm càng tốt là một. Và cái điểm thứ hai nữa là nhưng mà rời Iraq nhưng mà đừng có hy vọng là tòa đại sứ Mỹ ở Baghdad sẽ giúp đỡ gì cả, phải stay away from cái tòa đại sứ của mình. Cứ tính giản cứ tưởng tượng đi, ví dụ mình nói thí dụ thôi cho nó dễ vậy. Mình cứ tưởng tượng là nếu mà bây giờ mình là người Mỹ mà mình đi về Việt Nam mình chơi mà một cái lúc nào đó thì là nó ra lệnh là phải rời Việt Nam gấp, mà khi rời Việt Nam nó đừng có liên lạc với tòa đại sứ, đừng có liên lạc với tòa lãnh sự, cứ tức là phải lên máy bay về cho thiệt lẹ, là bởi vì đi tới gần tòa đại sứ sợ nguy hiểm. Tức là cái con đường đi tới tòa đại sứ đó chung quanh cũng toàn là kẻ thù Iraq không à, người ta giết bất kỳ lúc nào. Nói như thế để mình thấy rằng là một cái quyết định sai lầm ở Syria bây giờ nó dẫn tới là cuộc chiến đang nổ ra ở tại Iraq. Binh sĩ của Mỹ ở Iraq đang bị gần như là bị cô đơn đó. Mình gửi qua ra thêm, hiện giờ thì là Mỹ đang gửi qua thêm những cái lực lượng để mà gọi là tăng cường cái sức mạnh quân sự của mình. Nhưng mà quý thính giả thấy không? Vài ngàn lính Mỹ mà trong chung quanh cả một cái biển bên mông toàn là cái người Iraq với lại Iran không à. Nói gì thì nói, biết là chúng ta có vũ khí kinh hoàng lắm, nhưng mà cái sự nguy hiểm bất kỳ lúc nào, bây giờ người dân Mỹ mà đi tới tòa đại sứ của Mỹ cũng không có an toàn nữa mà. Nói như thế để chúng ta hiểu là tình hình của những ngày sắp tới, cái mà nếu mà mình là người lính Mỹ đó, mình phải thương người lính Mỹ gấp đôi đó, tại vì người ta đang đối đầu với những cái nguy hiểm trực diện hàng ngày mà mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới. Chắc chắn là Iran sẽ tham vấn với lại Nga, Iran sẽ làm việc với các lực lượng dân quân ở chung quanh vùng đó, và họ sẽ trả đũa bất kỳ lúc nào. Ngay bây giờ nếu mà mình là tư lệnh quân đội Mỹ Common Sense, mình biết là cái tổng tư lệnh tối cao của mình là ông Tổng thống Trump mà, nhưng mà không có chờ lệnh Tổng thống được nữa, cái sinh mạng của lính dưới tay mình là bây giờ là cái quan trọng nhất mà. Đó là những cái vấn đề mà những cái tướng lãnh chỉ huy của quân đội Mỹ ở Trung Đông nó đang phải đương đầu. Chúng ta bị ở một cái thế là vì những cái quyết định của Tòa Bạch Ốc mà bây giờ chúng ta chiến đấu rất là cô đơn. Trở lại với Lê Ngọc.